Thưa quý vị, nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 2022, với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đại dịch COVID-19 đã tạo ra một nguy cơ chưa từng có tiền lệ khi bất bình đẳng giới gia tăng cùng lúc ở hầu hết các quốc gia. Bình đẳng giới đang trở thành một mảng tối trong đại dịch, và để xóa bỏ điều này cần tới sự thay đổi cả về tư duy và nhận thức. Trong đó, những chính sách, chủ trương hiệu quả phù hợp đóng vai trò kim chỉ nam, dẫn lối cho mọi hành động. Rồi mất việc làm toàn cầu do cái việc là ngừng trệ các cái chuỗi cung ứng, rồi các cái chính sách về giãn cách cũng cung cấp các cái dịch vụ về tư vấn về đường dây nóng ngôi nhà bình yên cho phụ nữ bị bạo lực COVID diễn ra, thì nhà nước đã có những cái chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng. Đây là nhiệm vụ quan trọng song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các chính sách an sinh xã hội của thành phố đang được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với sự quan tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp, công tác cán bộ nữ những năm qua có bước chuyển đáng kể. Tỷ lệ nữ tham chính ngày càng tăng cao. Về sắc cam đó, thì nó tạo nên một cái gọi là tuyên truyền cái hình ảnh, tuyên truyền hình ảnh đến với người dân, họ nhìn thấy rõ ràng là sắc cam có nghĩa là về bình đẳng giới, và người dân họ nhận thức, cũng cảm nhận thức được, thấy rằng là cái về cái bình đẳng giới nó cũng rõ ràng hơn. Hoạt động thắp sáng ánh cam trên hai cây cầu biểu tượng của thành phố Đà Nẵng là cầu Rồng và cầu sông Hàn sẽ chuyển sang màu cam rực rỡ trong một tiếng đồng hồ, từ các tối ngày 25 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, để hưởng ứng chiến dịch toàn cầu 16 ngày đoàn kết hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ. Đây là thông điệp hết sức ý nghĩa, thể hiện cam kết của các cấp chính quyền thành phố trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, với biểu tượng sắc cam của một thành phố Đà Nẵng thân thiện, giàu đẹp, văn minh, an toàn với phụ nữ và trẻ em gái.